lấy thước đo chiều ngang và chiều dài của ngôi nhà, lấy thước đo diện tích của các phòng nếu có thể. Vẽ lên tờ giấy A4 theo hai hình ví dụ này. Đây là nhà phố, đây là nhà căn hộ. Ví dụ nhà căn hộ ngang 8.5 dài 10m, nhà phố ngang 3m5 dài 6.8m. Vẽ được diện tích ngôi nhà, ta nên chia nhà thành 9 ô. Lấy chiều ngang chia 3 và chiều dài chia 3 ra 9 ô. Trong hai hình minh họa này, ô ở giữa được gọi là ô trung cung. Với nhà phố, ta đứng bên ngoài nhà, giữa chiều ngang của ngôi nhà. Để tìm ra tọa độ, mặt hướng ra đường. Ví dụ, ngôi nhà này 232 độ Tây Nam. Với nhà căn hộ, ta đứng bên ngoài cửa chính. Bên đây là nhà của hàng xóm, bên đây là cửa chính. Ví dụ căn hộ này cửa 90 độ. Hình la bàn sau khi tải về cắt ra, các vị nên khoét một lỗ ở giữa. Lỗ ở giữa này trùng với lại tâm của ngôi nhà. Tâm ngôi nhà ta lấy thước kẻ chéo hai góc, xác định được điểm giữa của ngôi nhà. Đặt hình la bàn lên bản vẽ nhà, xoay tọa độ khớp với hướng nhà. Trong trường hợp này, 232 độ sẽ nghe đây. Ta đánh dấu 8 điểm phân cung bởi 8 hướng. Tương tự căn hộ, ta chấm ngay giữa của tâm ngôi nhà. Xoay tọa độ đúng với hướng nhà tọa độ ta đã lấy. Đánh dấu 8 điểm bởi 8 hướng. Ta đã phân cung được ngôi nhà, ô ở giữa được gọi là trung cung. Trong ví dụ này, đây là nhà phố. Trong ví dụ này, đây là nhà căn hộ,